Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cái quy trình làm hồ bạt ở tại Đăng Đông cho cô chú anh chị tham khảo nhé. Để mà làm được những cái hồ bạt như thế này thì nói chung là cái thế đất nó phải cao một xíu. Cái hồ bạt nó nằm trên cùng, hồ bạt nằm trên cùng thì cái lượng nước khi mình xả xuống thì mới ok được cả nhà. Đây này, đây là cái đường ống này là dùng để bơm nước phía dưới. Dưới mấy cái hồ phía dưới lên trên cái hồ bạt này nha cả nhà. Đây, lên trên hồ bạt này nha. Đấy, đây là nước này. Cắm vào cái ống đấy là bắt đầu để bơm nước lên cái hồ bạt này. Đó. Một ống nước ra, một ống nước vào cả nhà. Đó. Đây, và hình thành cái khung này, hình thành cái khung khung này cả nhà. Đấy. Khi hình thành một cái khung này rồi, có những cái mương này để dập cái đầu bạt vào đây đấy để lắp đi nha quý chị. Đó, dập đầu bạt vào đây nhá để cho bạt nó khỏi trôi xuống dưới đây nha cả nhà. Cái hồ này cũng khá là lớn cả nhà, hồ này khá là lớn. Đây, nước ra nước vào đấy, và cái này chỉ bây giờ cái khung đã xong rồi, cái khung đã hoàn thành rồi cả nhà. Đây, cái khung đã hoàn thành rồi, chỉ chờ tới lúc đưa bạt về. Lúc đưa bạt về là mình phủ bạt lên, mình trải bạt lên thì mình có thể đưa nước lên trên đây được cả nhà. Đó, phủ bạt lên rồi thì có thể đưa nước lên trên đây thoải mái nha. Đó, và cái thế đất của chúng ta đây, ở chỗ nào? Đây, cái thế đất thì nó xuống dưới đây, nó thoải xuống dưới. Và trên đây là trên cao nhất thì mới làm được cái hồ bạt này cả nhà. Còn nếu mà mình không để tưới thì mình có thể làm hồ bạt ở dưới nhà cũng được, thoải mái. Đất bằng cũng có thể làm được nha quý chị. Đất bằng cũng có thể làm được luôn. Đó, nhưng mà nếu mà mình để tưới thì mình phải có một cái thế đất để cho nó chảy xuống, chảy nước xuống nha cả nhà. Đó. Đấy, mình giới thiệu sơ sơ qua một cái quy trình để làm cái hồ bạt vậy thôi. Đó. Còn ví dụ sau này cô chú anh chị mình mà mua đất có một cái thế đất như thế này thì có thể là mình sẽ làm cái hồ bạt phía trên để đưa nước xuống tưới cây trồng của chúng ta nhé. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Xin chúc mọi người sức khỏe và tìm kiếm được những mảnh đất như mình mong muốn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.